Xin chào các bác. Cửa hàng Minh Audio Hà Đông, Hà Nội xin lại giới thiệu đến các bác một mẫu ly cực kỳ đáng chơi của dòng Yamaha. Tại sao con này cực kỳ đáng chơi? Vì nó có những cái tiêu chí sau đây: chất âm cực kỳ hay, thiết kế cực kỳ đẹp, và con âm ly này còn rất mới. Đây là một trong những con âm ly phải nói là cực kỳ hay của cái dòng âm ly vừa tiền, mà giá mềm. Nếu mà so sánh cùng cái dòng Pioneer có đèn vu thì nó rẻ hơn rất nhiều so với chất âm mà con âm ly này có được. Và thiết kế nó rất là dày dặn, nhưng nó không quá nặng đâu. Dù gì đây nó là kiểu âm ly cổ các bác nhá. Cổ quá thì không phải cổ quá, nhưng nó vẫn là đặc trưng của cổ thì nó mới hay có đèn vu này. Đây nó kiểu như của Pioneer này. Cấu tạo bên trong rất đơn giản gọn nhẹ, nhưng chất âm thì khỏi phải bàn luôn. Âm ly đánh hai đôi loa A/B chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt đầy đủ. Lao lướt này, cân loa này, tiếng to tiếng nhỏ này, đường vào âm thanh này. Âm ly này có main direct thì mình gạt xuống dưới thì sẽ không có tác dụng của bát chép chạy trực tiếp, mình phải gạt tắt lên. Và cái mức ở đây thì nó có tone defeat, một là gạt xuống dưới cùng mới có tác dụng hai này, hoặc là gạt lên trên cùng. Đó, A/B còn rất mới và đẹp luôn. Hàng bãi bảo hành với chất lượng cho các bác. Góc cạnh mà nói là quá mê ly, không cong vênh, sứt mẻ, như xước sát nhẹ một vài tí tỉ ở trên G không tránh khỏi đâu. Đây nó không xước mặt tiền, nhưng mà ở G trên thì nó phải có một tí tì gì đấy. Đây góc cạnh quá đẹp luôn. Tôi sẽ mở cái nắp ra mời các bác xem. 5 triệu đồng như cái giá tôi ghi trên máy. Phải nói là đã rất lâu tôi mới lại có được mẫu âm ly này để bán cho các bác xem hoặc là tìm hiểu. Đây là nguồn. Thiết kế rất đơn giản nhưng mà chất âm khỏi phải bàn luôn. Hai tụ lọc. Các dòng âm ly có đèn vu kim vậy thì nó thiết kế mạch lạc kiểu này. 4 sò sắt. 4 sò sắt Saken. Đây, 4 con của Saken. Đằng trước đằng sau đều long lanh. 135W điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản, số series 957. Các đường vào, đường ra đầy đủ. Đường vào là AUX, tuner, phono, tape 1, tape 2. Đường ra là rack out, rack out. Tôi sẽ mở to hơn với các bác cùng nghe. Đặc thù con âm ly này là nghe hay bài đẹp, đúng tiêu chuẩn luôn. Năm nay đơn vị anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thơ. Và trái có tiếng xuân nối dần rộn vui, mây thẳng khoe có thăng theo đẹp. B những chiến binh đọc thư ghi chép nhanh, hình như những gian chuyên. Các ba chơi loa cổ với âm ly này bát 30-40 đánh vô tư. Tôi đang ghép vào đô la bát 30 của Pioneer kia. Con âm ly này tiếng nó hát của nó cực kỳ ngọt. Cực kỳ ngọt, cái lời hát của con âm ly này hay còn gọi là mít. Mít cực kỳ ngọt, to rõ. Với âm ly cổ thì các bác đừng đùa về chất âm của nó. Vâng, xin cảm ơn đã theo dõi. Nắp tre còn rất mới nhá, còn rất đẹp luôn nắp tre. 5 triệu đồng như giá ghi trên máy. Xin cảm ơn.